Lưu ý khi uống cà phê với người có axit uric cao, chọn cà phê nguyên chất. Để uống cà phê tốt cho sức khỏe, chúng ta phải uống cà phê nguyên chất, không phải cà phê chứa nhiều đường, sữa và kem. Nếu uống quá nhiều cà phê có hàm lượng đường, chất béo cao sẽ làm hàm lượng đường vượt quá tiêu chuẩn tăng axit uric. Vì vậy, tốt hơn hết, chúng ta nên uống cà phê đen nguyên chất hoặc cà phê pha với sữa không đường. Chú ý đến lượng và thời gian uống cà phê. Sau khi nghiên cứu về caffeine trong hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ, các nhà nghiên cứu kết luận rằng tốt nhất không nên uống quá 3 ly mỗi ngày, là khoảng 200ml mỗi ly. Thời điểm tốt nhất để uống cà phê mỗi ngày là từ 9:30 đến 11:30. Do caffeine tương tác với một loại hormone quan trọng trong cơ thể con người và đạt trạng thái tối ưu trong thời gian này. Vì vậy, thỉnh thoảng uống một tách cà phê có thể giúp chúng ta sảng khoái, nhưng để thật sự giải tỏa mệt mỏi thì nghỉ ngơi đúng lúc mới là cách tốt nhất.